Xin giới thiệu với mọi người, đây là cây ná gai nhé. Đây, cây ná gai bên dưới cái ná của nó là có màu trắng này, phấn như kiểu phấn trắng, nhưng mà khi mà chúng ta lau nó không ra nhé. Đấy, bên trên màu xanh. Thế về mùa hè, cây này nó phát triển là quanh năm. Thế về mùa hè của nó thì lá nó sẽ có màu xanh hơn. Đây là về mùa đông, nó khắc nghiệt nên là lá nó hơi chuyển sang màu vàng này. Đấy, vàng một chút. Thế và trên thân cây cũng có hơi có lông ấy nhé. Đây này. Trên thân cây cũng hơi có lông. Đấy. Lá bên dưới cũng hơi có lông mịn. Thế và có răng cưa này. Đấy. Thế mà khi mà cây cao thì trưởng thành thì có thể cao tới 2 mét hoặc là 2 mét rưỡi. Đây là cái bức tường này là nó đã cao khoảng độ 1 mét 7 rồi, 1 mét 7, 1 mét 8. Thế và nó lại cao vượt lên trên bờ tường như vậy. Như vậy thì là nó có thể cao đến 2 mét rưỡi. Đây là hình ảnh thực tế. Chúng tôi đã quay được ở một cái ria tường rào của một cái gia đình ở nông thôn. Cây này, cái lá của nó thì nhiều vùng là người ta làm cái bánh gai, như là vùng Ninh Giang, Hải Dương là nổi tiếng là bánh gai đấy. Thế và một số vùng khác là cũng làm. Thế một khi cây nó cao thì nó có thân cây gỗ. Đấy, khi nó cao nó có thân cây gỗ. Thế và khi nó sinh trưởng thì nó cứ mọc rễ ra đến đâu thì cây mọc lên đấy, không cần phải là gieo. Có một cây thì sau này có rất nhiều. Đấy, đây là cái cây lá gai. Thế và cái công dụng chủ yếu của nó nhiều công dụng, nhưng mà cái công dụng chủ yếu của nó thì dùng củ nhé. Củ, thế cái lá của nó thì có thể ăn như rau. Cái củ của nó thì giống như cái củ sắn. Thế dùng tươi cũng được, mà dùng khô cũng được. Dùng khô của nó thì liều lượng của nó là 20 gram. Đó. Sắc với lại 3 bát nước, còn 1 bát rưỡi thì uống trong ngày. Thế còn dùng tươi thì của nó gấp đôi liều lượng lên. Thế và cái này chủ yếu là dùng cho những người mà bị có thai, bị động thai nhé, có thai và đau bụng, thì rong kinh thì dùng rất tốt. Đấy. Thì chúc mọi người là chọn lựa chọn đúng và có cách chữa bệnh đúng nhất nhé.